khác nhau hoàn toàn. Ngay trong tiếng hô của các thầy cũng có quy luật khác nhau. Đúng không? Tiếng ai phải thể hiện được sức mạnh mới đổi ra. Rất đơn giản. Đúng không? Những đối phương mà tiếp cận với các huấn luyện viên như chúng tôi, nếu chúng tôi thì tiếp cận được và bé sát miệng và tai đối phương, chúng tôi có thể thì làm rách mặt ý người ta bằng cái tiếng nghe này. Đúng không? Không thường chúng ta nghĩ là phải tát vào tai này mới làm rách mặt ý, nhưng mà chúng tôi có thể hét rách mặt ý người ta. Và cái này cũng phải tập. Đúng không? Dạ. Thế này là các cháu phải chú ý là tiếng kia phải thật ngắn gọn và mạnh mẽ, như vậy mới thể hiện được cái quyết tâm của mình. Bây giờ tất cả lùi xuống ba bước, và các cháu trong mỗi động tác phải thể hiện tiếng kia này. Dạ. Dạ. Dân Kusikachi Chudan Jiki. Đấm thẳng ngực ra. Dân Kusikachi Chudan Jiki. Chuẩn bị. Nếu ba lần kia. Mỗi một động tác phải gì? Phải kia một lần. Và kia hết khả năng của mình. 1